Về Cao Xá xã Cao Đại hôm nay, chúng ta dễ dàng cảm nhận được diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện. Với cơ sở hạ tầng khang trang, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những con đường trải áp phan rộng rãi, phẳng phiu, hòa cùng màu xanh của cánh đồng lúa, của đồng chuối mơn mờn, tạo nên cảnh sắc nông thôn trù phú tươi đẹp. Thôn Cao Xá là một trong ba thôn của xã Cao Đại, có diện tích đất tự nhiên là 217,38 hectare, dân số 2.010 nhân khẩu với 505 hộ dân. Thôn có 3 chi đảng bộ với tổng số 116 đảng viên. Hòa cùng khu dân cư đông đúc là ngôi chùa Diên Linh, nơi chứa đựng tất cả những tâm tư nguyện vọng của người dân thôn Cao Xá về một cuộc sống bình yên và an lạc. Đền Nhà Bà là ngôi đền thờ cổ, thờ Ngọc Tinh Công Chúa, người đã giúp dân trị thủy, chống lại thiên tai bão lũ, nay được tôn là vị nhân thần giúp bảo trợ nhân dân. Cứ đến các ngày tuần, ngày lễ, nhân dân trong thôn lại thành kính dâng hương trước Thánh Bà để cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Thôn Cao Xá được biết đến là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, đấu tranh cách mạng. Nơi đây đã sinh ra biết bao người con ưu tú, tiêu biểu phải kể đến anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Thoa, người đã quả cảm trong chiến đấu, bắn hạ 13 máy bay của địch và trở thành nỗi khiếp sợ của không quân Mỹ, Ngụy. Thôn hiện còn một bà mẹ Việt Nam anh hùng, 24 thương binh, bệnh binh. Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Cao Đại nói chung và thôn Cao Xá nói riêng đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được những thành tích quan trọng, có ý nghĩa to lớn trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tiếp tục thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ một thôn còn gặp nhiều khó khăn, cho đến nay Cao Xá đã có bước chuyển mình mạnh mẽ và trở thành một điểm sáng về xây dựng làng văn hóa, với nhiều năm liền được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận danh hiệu thôn văn hóa. Năm 2022, Cao Xá có 97,5% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Kể từ khi bắt tay vào xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã có nhiều giải pháp linh hoạt, gắn phong trào với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương. Trong đó, phong trào phát triển kinh tế diễn ra sôi nổi, sản xuất nông nghiệp có nhiều khởi sắc với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tiêu biểu là mô hình trồng chuối đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô trên 5 hectare của gia đình ông Ngô Văn Tuấn. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ ngày càng tăng. Hiện nay trong thôn có nhiều lao động làm việc trong các công ty và làm việc ở các vùng kinh tế đã mang lại thu nhập không nhỏ về cho địa phương. Hiện nay thu nhập bình quân của người dân ước đạt 65 triệu đồng trên người trên năm. Cùng với đời sống vật chất được cải thiện, đời sống tinh thần của người dân thôn Cao Xá cũng ngày một nâng cao. Nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Thôn cũng xây dựng được hương ước và được toàn thể nhân dân đồng tình thực hiện. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ luôn được đảm bảo. Phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng gia đình văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng. Hiện thôn có nhiều câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động sôi nổi, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân. Cứ mỗi chiều chiều, tại các nhà văn hóa, khu thể thao trong thôn lại rôm rả tiếng nói, tiếng cười. Các cụ già say mê chơi cờ tướng, trong khi các em nhỏ thì vui thích các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Các cô, các chị thì sôi nổi với các màn dân ca, dân vũ. Góc thư viện là không gian yên tĩnh để mọi người tham gia đọc sách. Ông bà kể cho con cháu nghe về những truyền thống lịch sử của địa phương, chỉ cho các con, các cháu những điều hay lẽ phải, những khám phá thú vị mà tủ sách cộng đồng đem lại. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Ban công tác mặt trận thôn Cao Xá đã vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, sân vườn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, vẽ tranh bích họa, trồng hoa cây cảnh ở các tuyến đường. Diện mạo quê hương cũng từ đó thay ra đổi thịt, cây xanh bóng mát, hoa trái sum suê. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, giữa những dòng người hối hả lo bữa cơm tối,
khi ánh đèn lại rực rỡ lung linh tỏa sáng khắp những con đường. Cứ vào các ngày mùng 10, 20 hàng tháng và các ngày chủ nhật hàng tuần, người dân thôn Cao Xá lại vui như chơi hội, cùng nhau dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, nhặt cỏ. Trong những năm qua, an ninh quốc phòng của thôn luôn được củng cố vững chắc, hệ thống chính trị nhiều năm đạt vững mạnh. Đội ngũ cán bộ trong thôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cao Xá, đẹp lắm một miền quê. Phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, những người con sinh ra tại mảnh đất vùng bãi anh hùng sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, quyết tâm thi đua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáng sống.